thanh toán viện phí bằng QR code, giải pháp thanh toán viện phí từ VietinBank. Bước 1. Đăng nhập vào hệ thống Internet Banking của ngân hàng bạn đang mở tài khoản để bắt đầu giao dịch. Bước 2. Chọn thanh toán với QR code và quét mã QR được đặt tại các điểm thu viện phí, phòng khám, in trên phiếu chỉ định hoặc được hiển thị trên kiosk, website, app bệnh viện. Bước 3. Kiểm tra lại các thông tin thanh toán, nhập số tiền theo yêu cầu nếu có và xác thực giao dịch để tiến hành thanh toán. Bước 4. Màn hình thông báo giao dịch thành công. Bạn hoàn thành việc thanh toán viện phí ở đây và tiếp tục thực hiện các thủ tục khám chữa bệnh khác tại bệnh viện. Chúc bạn có một trải nghiệm tốt với giải pháp thanh toán viện phí từ VietinBank. VietinBank, nâng giá trị cuộc sống.